Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa lại Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chữ chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đem chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chữa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đem chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Nhắc nhở được in trí cái phong đoạn này của bức thư David, rồi lời của ông lời của tuổi trí Chúa là Jose, thì nó cũng gần như là in trí trong tâm trí của tôi, là hãy suy gẫm lời của Chúa ngày và đêm. Vì cái nguồn phước hoặc là cái ơn phước từ lời Chúa hoặc là qua lời Chúa, thì qua cái điều này thì làm cho bản thân tôi kinh nghiệm rất là nhiều về phước hạnh qua lời của Chúa. Nhưng mà đó là tôi muốn nói sơ về cái thực tế, gọi là cái trải nghiệm, cái thực tế của lời Chúa trên đời sống cá nhân tôi. Thì trong cái phần đoạn này thì Chúa nói chỉ hai điều mà chúng ta suy gẫm buổi sáng hôm nay. Một là chúng ta có lời Chúa, hai là không làm theo hoặc là không có lời Chúa, chỉ là hai điều đó thôi. Thì chúng ta cũng suy nghĩ là gọi là cái hiệu quả của làm theo. Thì sáng hôm nay thì Chúa nhắc nhở bản thân tôi là cái nguồn phước, cái phần này chỉ nói riêng về cái người làm theo lời của Chúa. Nếu như mình nói đối với cái dân ngoại thì nói cái từ phước thì họ sẽ lý luận là phước là gì? Phước là tiền bạc, nhà cửa, phước là nhà lầu xe sang, thì họ nói là như vậy. Nhưng mà cái phước mà tôi đang cần, tôi đang có ở đây, nó không giống như là trên thế giới này có cần cái phước riêng. Cái tôi hiểu là không có phước nào mà bản thân tôi là có lớn hơn, cao hơn, quý hơn là được ở dưới bề chân của Chúa, được tận hưởng sự bình an, tình yêu của Chúa. Đó là cái điều mà tôi cho là rất là quý giá, rất là phước hạnh. Dĩ nhiên về cái phần cuộc sống xác thịt thì rất là cần sự tốt lành, nhà lầu xe hơi tiền bạc rất là cần, nhưng mà nó không phải là gọi là số 1 đối với tôi. Cho nên thì ở đây có một cái nguyên tắc, đó là làm theo lời Chúa,
nhận được phước. Nhưng mà vấn đề là bản thân tôi phải hiểu thế nào mới gọi là phước, phước là gì. Thì là cá nhân tôi đặt ra là phước là không phải là có nhà lầu xe hơi, có không phải là có tiền nhiều. Phước là ở được, luôn luôn được ở trong trong sự gìn giữ, sự che phủ bóng ẩm của Đức Giê-hô-va. Cho nên thì ở đây mình Chúa không nói là phải làm điều gì, Chúa nói là phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chung của kẻ nhạo báng, xong lấy làm vui về luật pháp của Đức Giê-hô-va. Cái chữ mà làm vui thì mình cần phải suy nghĩ cái chỗ này. Thí dụ như mà lời Chúa dạy có chỗ thì Chúa quả trách, có chỗ thì Chúa quả trách. Vấn đề chỗ đó chúng ta có thể vui không? Thí dụ như là Chúa dạy dỗ một chàng trai trẻ giàu có, khi mà Chúa nói đụng chạm đến tiền tiền bạc tài sản của ông, Kinh Thánh ghi rõ là ông buồn. Khi mà Chúa nhắc đến tài sản của ông buồn. Không phải là phân đoạn nào, chỗ nào mình đọc mình nghĩ là có thể vui, là trong cái lương tâm khi mình nghe người khác giảng hoặc là mục sư nào giảng, có khi mà có một lời cáo trách quả trách nào đó, có khi mình có cảm giác là sẵn lòng vui nhận điều đó, mà có khi là hơi khó chịu. Bản thân tôi kinh nghiệm đó, tôi thật tình tôi khai trình trước mặt Chúa là như vậy, chứ không phải là lúc nào khi mà nhận lời của Chúa là mình vui vẻ đâu. Thực tế như tôi vừa giảng, vừa trong hội thánh tôi vừa làm chứng trực tiếp luôn. Thí dụ như là mục sư tổng hội nói là các mục sư trưởng giáo hoạt cần phải có bài làm chứng thì mình điện để mà thông không, thì có người thì bắt máy để mà thông không trình bày, vì hôm nay không được nhóm trong trực tiếp đến buổi nhà để nhóm phải qua điện thoại, nhưng mà họ không bắt máy để mà mình thông công, để mà mình khi mà họ bận rộn quá, khi mà nói đến cái công việc của Chúa thôi, nói đến nhóm online 4 ngày thì họ cảm giác là buồn rồi, khó chịu rồi, khi mình đen lên đen xuống nữa có khi ông bắt máy luôn. Nên thì cái nội dung đó cũng là trong cái công việc, trong cái chương trình của Chúa. Cho nên mình khi mình đọc lấy làm vui về lời của Chúa thì dễ dàng, mình đọc lời của Chúa thì dễ dàng mình vui vẻ, nhưng mà khi mà thực hành hoặc là bước đi hoặc là làm theo lời của Chúa, đó là vấn đề, đó là bước thứ hai của trong sự vui mừng hoặc là cái lời của Chúa. Cho nên mình đọc mình rất là dễ dàng vui trong cái ghế sofa của mình đọc lời Chúa rất là dễ dàng vui, nhưng mà cái chuyện thực hành trọn vẹn của sự vui mừng qua lời của Chúa, đó là phần quan trọng hơn. Cảm ơn Chúa trong cái bước mà Chúa nói là vui vui về lời Chúa, nhưng mà mình nhớ cái phần đầu là mình phải làm điều gì, đó là mình không ngồi chung của hội kẻ dữ hoặc là mưu của kẻ dữ, bọn của kẻ dữ. Mình không có ngồi chung, không phải là thấy kẻ dữ ở đây mình né, mình tránh, mình giống như là dạng giống như là mình né cái người phun hồi xưa như vậy, không không phải là như vậy. Quá trình trên thực tế trên ngoài đời khi mà mình giao tiếp với người ngoài thì họ có lần có nhiều lần họ cũng vấp phạm điều đó, là được gọi là say xỉn nhậu nhẹt, mình không có phân biệt. Mình vẫn thí dụ ra ngoài thực tế đi, mình ngồi chỗ bàn đám cưới đi, họ thân thiết với mình, họ mời anh ơi bạn ơi ngồi chỗ này, ngồi bàn này đi. Có người nói là sao anh phải nói phải ngồi chung với họ, phải mặc dù ngồi với họ rất là khó chịu, họ vừa ăn vừa hút thuốc, nhưng mà vì cớ sự gọi là giao tiếp, vì sự ngoại giao thì mình chấp nhận người ta vấp phạm, nhưng mà họ mời họ thân thiết quá, mình có khi mình cũng phải ngồi chung với họ. Cho nên cũng có chỗ cũng có vài lần người người ta vấp phạm chỗ đó, nhưng mà cái nghĩa đầy đủ ngồi chung ở đây không phải là như vậy,
Ngồi chung là mình có một cái tư tưởng ác, tưởng cái công việc ác, chứ không phải là mình ngồi trên bàn gọi là mình tránh ngồi cái việc ác, là không phải như vậy. Theo cách của mình hiểu thì cái cách của mình hiểu Kinh Thánh là như vậy. Cái chữ ngồi chung, cái chữ gọi là cái và sự phân biệt là như vậy. Cho nên thì đầy đủ cái chuyện gọi là vui về luật pháp của Đức Giê-hô-va thì mình cần loại bỏ điều gì, tránh né điều gì và thực thi điều gì. Cho nên hoàn toàn ở đây thì Chúa chỉ lên án là không có ngồi chung với kẻ dữ và ngồi của chỗ của kẻ nhà bán. Nhưng mà luật pháp của Đức Giê-hô-va thì rất là gọi là rất là mở. Chúa không nói cụ thể phải làm như thế nào, nhưng mà riêng cái điều ác thì Chúa có nhắc nhở ở đây là sự dữ và sự nhạo báng. Thì tôi tin là các vị mục sư ở đây là mình không cần gọi là giải thích cụ thể chi tiết sự dữ là gì, cái sự nhạo báng là gì, nhưng mà mình có lời Chúa, mình đi bước bước đi trong lời của Chúa thì mình cần loại bỏ điều gì và làm theo điều gì. Nhưng mà ở đây thì Chúa muốn dạy dỗ bản thân tôi buổi sáng hôm nay, thì tôi nhấn mạnh về thế nào gọi là vui về luật pháp của Đức Giê-hô-va. Vì cái bản thân tôi thì tôi nói thật là rất là tranh chiến điều này. Khi mình đọc cái phân đoạn gọi là ru rê, gọi là phước hạnh, thì mình rất là dễ dàng vui vẻ. Khi mà mình nói tới là một cái sứ mạng nào, một cái mạng lĩnh nào Chúa giao thì rất là khó để là vui. Rất là khó là vui. Thí dụ như là cách đây khoảng 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 5 6 năm, mình đang làm một cái công việc gì, một ngày mình kiếm tiền khoảng khoảng chừng 300 ngàn 400 ngàn, số hồi đó làm người ta làm chỉ 100 ngàn thôi, mình làm tới 300 400 ngàn. Khi mà nghe đột xuất lịch tổng hội nói là mục sư ơi, phải xuống họp, phải xuống học 1 tuần, thì cái sắc mặt, cái tinh thần nó không được vui, nói thật là như vậy. Thực tế là như vậy, mình tính là 1 tuần khoảng mấy triệu, một ngày được bao nhiêu đó, nên mình nói đến cái chuyện vui là khó lắm. Cho nên mình phải cầu nguyện, phải trận chiến vì điều đó mới 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 làm được. Cho nên mình chỉ chú ý là cái luật pháp nó hàm ý cả ý tưởng, cả mãn lệnh. Mình chỉ nói, mình chỉ đừng có suy nghĩ nói là cái luật pháp thì mình làm thì dễ, và mình suy nghĩ thì dễ, nhưng mà cái mãn lệnh để mà thực thi rất là cần. Mình phải cầu nguyện để mà thật sự có niềm vui trong đó. Thí dụ như là về dâng hiến, mình nêu về Abraham đi. Nếu mà dâng của thì Abraham không gọi là không thành vấn đề. Cái thời điểm đó Abraham rất là giàu có, Chúa không nói đến của cải nữa, không có nói đến chiên đến dê nữa. Abraham rất là gọi là sẵn lòng về chiên, về bò, về dê, nói để dâng một con bò thì đối với Abraham gọi là không vấn đề gì cả. Thì Chúa không nói đến chiên, không nói đến dê nữa, nói chính con một của Abraham. Đó là vấn đề mà Chúa muốn chúng ta có gọi là thích ứng thế nào, đáp ứng thế nào đối với Chúa, dâng một cách như thế nào đối với Chúa. Vì Ngài luôn luôn Ngài nhìn tấm lòng của chúng ta, hoặc là buồn hoặc là vui. Nên cái điều kiện Chúa nói không đến dê, không đến chiên, mà nói đến con một của Abraham. Nên cái phần này thì Chúa mong đòi cái sự vui mừng chúng ta, không phải là chúng ta suy nghĩ hoặc là nghe lời của Chúa thôi, mà lúc chúng ta đang thực thi lời của Chúa. Đó là một bước rất là quan trọng. Cái từ vui vẻ này về luật pháp của Đức Giê-hô-va mình đọc rất là ngắn gọn, nhưng mà cái gọi là cái chiến trường của nó rất là đằng đẵng, rất là cam go. Thì bản thân tôi suy nghĩ là như vậy, rất là cam go để mà luôn luôn bước đi với Chúa. Thì bản thân tôi cũng chỉ nói là Chúa ơi, hai bàn tay của con xin Ngài dắt đường, xin Ngài lôi kéo, đừng để một cái ý tưởng nào gọi là tranh chiến với lời của Ngài.
tranh chiến với lời của Ngài, đối với mạng lệnh của Ngài, đối với ý định của Ngài, thì Chúa ơi, xin Ngài lôi kéo con, lôi kéo con, đừng 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 để con phải lưỡng lự chân trời hoặc là tranh chiến một ý tưởng tranh chiến nào, chỉ vui và vui thôi, vì lời của Ngài không cần phải gọi là đắn đo suy nghĩ ngập ngừng chập chừng, không cần gọi là ý tưởng luật pháp của Đức Giê-hô-va, chỉ là amen và vâng lời thôi, không cần phải gọi là lưỡng lự suy nghĩ đong đo đến gì cả, vì lời của Chúa tất cả đều gọi là tốt lành, tất cả đều là hoàn hảo, tất cả đều là phước lành. À, cái chữ mà Chúa nói là suy gẫm luật pháp Chúa ngày và đêm thì không phải là chúng ta phải thức trắng, không phải là như vậy. Thì tôi kinh nghiệm điều đó. À, khi mà mình có cái thời điểm mà gọi là giống như là tràn ngập lời của Chúa, thì mình phát hiện là trong cái giấc mơ mình luôn luôn có lời của Chúa. À, khi mà mình tỉnh thôi thì cái tâm trí mình suy nghĩ đến lời của Chúa liền, chứ không phải là mình Chúa nói là lúc nào ngồi bằng cốc cà phê trà rồi suy nghĩ suốt, không phải là như vậy. Vì nguyên tắc của Chúa nói là mình đầy dẫy trong lòng miệng nói ra. À, và khi mà mình gần gũi với lời của Chúa thì cái giấc mơ của mình luôn luôn tốt đẹp, và khi mình tỉnh là tâm trí mình là hiện ra lời đó, là mà cá nhân tôi kinh nghiệm là như vậy. Cái tâm trí mình là khi mình tỉnh, xin lỗi, mình tỉnh đi vệ sinh thôi, là cái tâm trí mình là hướng về lời của Chúa liền. À, hoặc là ban đêm hoặc là ban ngày là như vậy. À, cái chữ tại sao mà cái Chúa nói là suy nghĩ suy gẫm lời Chúa ngày và đêm, vì lời của Chúa giống như là gọi là ở trong Ê-phê-sô giống như là cái khiên, cái che phủ đời sống của chúng ta như vậy. Vì chúng ta đang sống ở dòng dõi, giữa dòng dõi gian ác bản nghịch. Nếu mà mình suy nghĩ ở trong Ê-phê-sô thì rất là cần lời của Chúa. Mình đối diện nhiều điều lắm. Giây phút nào mình thiếu, mình hụt hẫng lời của Chúa thì ma quỷ hoặc là mỗi sự cám dỗ từ ma quỷ thì mình rất là dễ bị ngã lòng, bị mất lừa. Cho nên mình không có thể mà nói về trận chiến, thì mình không có, dĩ nhiên mình cần gọi là cần có những cái tấm gương của các vị mục sư khác để mình học, nhưng mà phải nói là hàng đầu đó là lời của Chúa ở trong lòng, ở trong tâm trí đầy dậy thì mình đối diện được, mình mới tiếp tục đứng vững được. Thì cái phần này trong Thi Thiên thì người ta chỉ nhấn mạnh về cái phước hạnh, nhưng mà bản thân tôi cũng hiểu là phước hạnh lớn nhất là mình còn tồn tại ở trong Chúa, đó là cái điều phước hạnh lớn nhất, chứ không phải là mình phước mình được cái gì từ nơi Chúa, có cái gì từ nơi Chúa, của cải phước kích nhiều từ nơi Chúa, đó đúng, nhưng mà cái phước lớn nhất là mình luôn luôn mình vẫn vững mạnh trong Chúa, mình tiếp tục bước đi vững đức tin từ nơi Chúa, đó cũng gọi là phước. Cho nên cái phần trên thì nhấn mạnh về cái thành quả hoặc là cái thành tích của người suy gẫm lời của Chúa ngày và đêm như vậy. Cái phần sau nữa thì cái người không có lời Chúa hoặc là kẻ ác, thì Chúa dùng cái từ nói về nông thôn, dùng cái từ trồng cây, thì chắc chắn là cái người nông nghiệp là thực tế nhất. Mình biết là dùng cái loại cây nào mà dùng nước nhiều, cái loại cây nào không cần nước, mình thí dụ như là cà phê với cây chuối thì mình đơn giản như vậy. Nhưng mà Chúa nói là dùng cái hình ảnh cây thì muốn nói về cái đời sống tâm linh của một tôi tớ Chúa, tâm linh của một tôi tớ Chúa rất là cần lời của Chúa. Còn cái người mà không có lời Chúa ở đây thì muốn nói thẳng là cái người không tin Chúa thì mình không nói là giống như là ở đây Kinh Thánh đề cập là kẻ ác luôn rồi. Còn cái người phạm tội có nghĩa là, hoặc là tội lỗi có nghĩa là họ có lời Chúa nhưng mà họ không làm theo mới gọi là tội.
Mình không nói đây là thế gian là tội, vì vì họ có lời Chúa đâu, mình nói là tội lỗi. Còn ở đây giống như là mình hiểu là giống như là hai đối tượng, ba đối tượng, một là đối tượng nhất mình học qua là đối tượng làm theo lời Chúa. Đối tượng thứ hai là mình cần bàn ở đây là kẻ ác và người phạm tội. Người phạm tội có nghĩa là họ họ tin Chúa, họ có lời Chúa, họ không giữ, họ không làm theo. Thì Chúa có mô tả đây là hai thành phần đó, hai thành phần, một là người không tin, hai là người tin mà không làm theo, thì cùng chung một số phận. Cùng chúng ta để ý là cùng chung một số phận, đang buồn là như vậy. Có nghĩa là tin Chúa không làm theo, hoặc là không bước đi theo lời của Chúa, thì cùng chung một số phận với người không tin. Vì lý do là cái số phận là họ không đứng nổi trong ngày đón xét, và số phận họ bị diệt vong. Không phải là Chúa có cái sự ác tưởng là tức tối quá, bực mình quá, là Chúa phải tiêu diệt người đó. Không phải như vậy, mình không hiểu như vậy. Vì ở trong gia cơ là họ chết vì họ đầy dạy, chứ không phải là chết vì Chúa phải phải trừng trị, giống như là luật nhà nước trên thế giới này có một cái luật anh giết người anh tử hình. Nhưng mà mình phải hiểu Chúa theo theo suy nghĩ của mình, theo cách hiểu của mình, là trong gia cơ là họ đầy. Thí dụ như trong công vụ Ananias và Sapphira, Phi-rơ lên án là hai ông bà đầy, chứ không phải là tại không dân mà chết, đầy dạy tội ác mà chết, đầy dạy sự lừa dối mà chết, chứ không phải là dân không đúng mà chết. Nếu mình giảng như vậy là theo cái hiểu của mình là Chúa rất là bị lệ thuộc với tài sản, mà Phi-rơ lên án là đối tượng này là đầy đầy đến nỗi là không chịu nổi. Giống như là người ta uống thuốc bổ, nghe ông bà tôi kể là có cái trường hợp này, cũng nít uống thuốc bổ mà cũng chết. Mình cũng suy nghĩ thuốc bổ sao chết, nhưng mà con nít mà họ đâu biết bao nhiêu liều lượng bao nhiêu, mà uống hết một lọ đó là uống xong chết luôn. Ở đây thì cũng nói là họ họ bị diệt vong, không phải là do là họ không bước đi theo lời Chúa. Mình phải hiểu là do họ đầy cái tội ác. Đó là cái cách mình hiểu về Đức Chúa Trời là như vậy. Cái phần mà chúng ta cần phải hiểu đó là cái số phận, cái người mà cần suy nghĩ ở đây là cái người mà có lời của Chúa mà không không làm theo, không bước đi. Chẳng những mà họ không có một cái phước hạnh nào, họ bị khô hạn, mà cái số phận cuối cùng là gọi là đáng buồn hơn, tệ hại hơn. Cho nên mình phải gọi là quyết đoán, mình phải dứt khoát trong lời của Chúa, trong niềm tin, trong sự bước đi của lời của Chúa. Không phải là dễ dàng mình bỏ hoặc là mình thối lui, không phải. Vì cái niềm tin của mình, vì bước đi theo lời của Chúa của mình, gọi là mình rất là quyết đoán, mình rất là xác quyết. Và nếu như mình đọc ở trong Phục Truyền đoạn 28 thì Chúa đặt sự phước lành và sự đồ sả giống như là sự sống còn và sự sinh tử. Trong phần đoạn đó thì tôi nhớ cái hình ảnh là ngắn gọn, dài lắm. Mình nhớ là mình làm theo thì mình được phước hạnh, còn không làm theo thì sự rủa xả, và cái sự rủa xả là cái tấn công của sự rủa xả vẫn đến hai cái từ gọi là diệt vong. Thì cái phân đoạn đó Chúa phán với dân Israel, dân gốc hoặc là dân tuyển chọn hoặc là dân thánh, mà Chúa vẫn đặt cái điều luật đó là làm theo thì được phước hạnh, không làm theo thì bị rủa xả. Thì cái hình ảnh trong Thi Thiên này cũng vậy. Kẻ tội nhân và kẻ ác. Tội nhân tức là cái người từng từng có lời Chúa, phạm tội rồi không có làm theo, không bước đi theo, là cái điều mà không có phước hạnh. Vấn đề đó
là mình hiểu tế là không được phước nếu như cái người trong làng của tôi thôi, họ đâu có cần gì gọi là phước đâu, họ có miếng cơm ăn là đủ, họ đâu suy cần đâu, họ nói là ai muốn giàu có thì họ cứ làm đi, mình nhiêu đây là đủ, thì họ đâu có đeo đuổi phước đâu. Nên nếu mà trong cái lời của Chúa mình chỉ nói cái chữ phước thôi thì theo tôi nghĩ là không đủ thuyết phục theo cái môi trường ở đây. Cái nhu cầu môi trường và trong buôn làng họ đâu có suy nghĩ gì đến cái chuyện phước. Có miếng ăn một ngày hay một chén cơm là đúng, không cần xa xỉ giống như ai đâu, thì ai cần thì cứ tin Chúa hoặc là cứ làm cấm đầu cấm cổ làm đi. Cho nên cái nghĩa phước nó rộng lắm, cái nghĩa phước rất là rộng. Cho nên cái phân đoạn này mình hiểu là về phước hạnh, mình hiểu về cái người không có bước đi về lời của Chúa là bị diệt vong, bị diệt vong. Cho nên mình phải luôn luôn làm theo lời của Chúa, luôn luôn ở trong vòng tay của Chúa, mặc dù bối cảnh nào, lịch sử nào, hoặc là sự khó khăn nào, mình không thể nào mà thối lui được. Giống như ở trong Hebrew tôi có nhớ là nếu như lui đi thì không phải là nghèo mà là linh hồn hư mất. Lui đi không phải là nghèo khổ khó khăn mà là hư mất. Lui đi là hư mất, hoặc là không làm theo, hoặc là lui đi là hư mất. Cảm ơn Chúa, cảm ơn các vị mục sư. Trong phân đoạn này mình chỉ hiểu và chia sẻ với các vị mục sư rất là ngắn gọn là như vậy. Rất cần các vị mục sư chia sẻ thêm để mình học hỏi thêm các vị mục sư. Và xin chào, xin hết cảm ơn các vị mục sư chỉ có lắng nghe. Cảm ơn sư Thọ đã hướng dẫn chúng ta vào trong lời Chúa trong Thi Thiên thứ nhất. Trong Thi Thiên này chúng ta học được những điều mà Chúa muốn nhắc nhở cho chúng ta, đó là những người đồng đi với Chúa, những người yêu mến Chúa, đó là những người ghét những điều Chúa ghét và lánh xa những điều đó. Cụ thể ở đây, những người được phước đó là những người không đi theo mưu kế của kẻ dữ, là những người không đứng trong đường tội nhân, là người không ngồi nơi hay là chỗ của người nhà bán. Thì đây là những điều mà để được đồng đi với Chúa thì mỗi một tôi tớ của Chúa cũng như dân sự của Chúa chúng ta cũng cần đầu phục Chúa và bước đi trong đường lối của Chúa, lánh xa những điều Chúa không có đẹp lòng. Và tất nhiên những người đã lánh xa những điều Chúa cấm đó thì những người đó là những người phải là những người suy gẫm về luật pháp của Chúa, vui vẻ luật pháp của Chúa, và kết quả thì giống như cây trồng gần dòng nước xanh bùng trái theo thời tiết. Ngược lại, những người không làm theo ý muốn của Chúa, đi theo đường riêng, ý riêng, và đây Chúa gọi những kẻ đó là kẻ ác, thì giống như rơm rác gió thổi bay đi. Chúng ta tạ ơn Chúa vì cớ lời của Chúa nhắc nhở mỗi một chúng ta là những người yêu mến Chúa. Chúng ta nhờ quyền năng sức Chúa ban để chúng ta chiến thắng được những điều có thể cám dỗ đưa đẩy chúng ta vào những con đường của kẻ ác. Cảm tạ Chúa, ngợi khen Ngài qua lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Kính mời cơ tớ của Chúa chúng ta có thảo luận thêm xoay quanh những điều mà Chúa nhắc nhở chúng ta buổi sáng hôm nay. Kính mời các quý tôi tới Chúa. Xin chào một ngày tươi mới với các đệ tử của Chúa. Cảm ơn Chúa buổi sáng hôm nay được Chúa dạy dỗ và Chúa thức tỉnh tôi. Lời của Chúa buổi sáng hôm nay từ sư Tho đó là có sự so sánh người có đức tin, người sống trong công bình với kẻ ác. Đó là lời của Chúa trong Thi Thiên nhất
câu nhất, làm sao chúng ta tránh được cái sự mưu kế của kẻ dữ, và làm sao chúng ta không thể nhầm lẫn mà bước đi với đường của những người tội nhân, làm sao để chúng ta không thể ngồi lại với những kẻ nhạo báng. Dù chúng ta là người có đức tin, người được Chúa kêu gọi hầu việc Chúa, nhưng chúng ta sống trong xác thịt, đi trong thế gian này trong bóng tối, đời sống Chúa dạy dỗ cho tôi làm sao và làm sao để chúng ta tránh được những cái sự cạm bẫy, những điều mà Chúa không đẹp lòng, mà chính đời sống của mỗi con cái Chúa cũng như chúng ta, cũng như chính mình tôi không muốn. Nhưng mà làm sao? Lời của Chúa buổi sáng hôm nay ban cho tôi có sự so sánh người công bình với kẻ ác. Đó là không có điều gì, không có làm sao ngoài sự tìm kiếm Chúa và lời của Chúa mỗi buổi sáng như chúng ta ở tại đây, ở trong phòng Zoom này. Lời của Chúa là chọn luật pháp, lời của Chúa là ban cho mọi người chúng ta tìm kiếm Chúa và học hỏi lời của Chúa, suy gẫm và làm theo. Từ bây giờ cho đến tới khi gặp Chúa là trong lời của Chúa, đó là cái cuốn Kinh Thánh này. Đó là lời của Chúa trong cuốn sách luật pháp này, chớ xa miệng ngươi và hãy suy ngẫm gẫm ngay và đêm và cẩn thận làm theo mọi điều ấy chép trong đó. Đó là trong Giô-suê đoạn 1 câu 8. Chúa dạy dỗ và Chúa thức tỉnh, nhưng chúng ta có, ai cũng có lời của Chúa, ai cũng có Nguyễn Kinh Thánh hết, nhưng chúng ta vẫn còn sống trong xác thịt này. Có thể là chúng ta không có đứng, không có ngồi, không có đi với những kẻ ác, nhưng đời sống của chúng ta vẫn còn sống trong sự thử thách. Cảm tạ ơn Chúa, lời của Chúa ban cho buổi sáng hôm nay. Cảm ơn Chúa, một sự tho cho chúng ta thấy là lời hứa của Chúa ở trong câu 2. Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Và câu thứ 3, người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo và mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng. Cảm ơn Chúa, sự kèm nhắc nhở lời của Chúa cho chúng ta thấy rõ là trong cuốn sách này, trong Thi Thiên này, đó là cuộc đời của mỗi chúng ta. Làm sao để chúng ta làm theo? Chúng ta phải suy ngẫm, không phải chỉ mỗi buổi sáng mà cả ngày và cả đêm. Cảm ơn Chúa, lời của Chúa để mỗi người chúng ta được làm theo. Và Chúa sẽ ban cho chúng ta mỗi người sống trong ý muốn của Chúa. Và Chúa sắm sẵn cho chúng ta một nơi chỗ ở, nhưng chúng ta làm sao để chúng ta bước đi thời gian cuối cùng này. Cả thế giới đều biến động và đời sống của chúng ta mỗi ngày cũng chuẩn bị để có sự bắt phục của Chúa. Đó là lời của chính mình Ngài. Khi chúng ta suy gẫm ngày và đêm, chúng ta mới thấy là đời sống mỗi người chúng ta là cần Chúa để làm gì? Để nhận được sự vui mừng, sự bình an mà Chúa ban cho đời sống có bông trái, có kết quả mỗi công việc chúng ta làm hàng ngày. Sự suy nghĩ lòng chúng ta như thế nào thì đời sống của chúng ta như thế đó. Cảm ơn Chúa. Lời của Chúa hứa trong Samuel thứ nhất đoạn 15 câu 22, Chúa nói sự vâng lời. Đó là sự vâng lời và làm theo. Chúa thì đẹp lòng Chúa giống như của lễ thiêu và của lễ thù ân. Và nghe lời Chúa thì tốt hơn mở chương đực. Vâng lời và nghe lời. Mỗi người chúng ta buổi sáng nay, mỗi buổi sáng đều nghe lời của Chúa, chia sẻ những ơn phước mà Chúa ban cho. Nhưng mà cái sự vâng lời đó, chúng ta có được đẹp lòng Chúa hay không? Hay là chúng ta chỉ làm những cái công việc theo ý mình, làm sao để mình nói là mình hầu việc Chúa, thì có đẹp lòng Chúa không? Cái sự vâng lời đó là đẹp lòng Chúa như là của lễ thiêu và của lễ thù ân, Chúa có nhậm hay không? Thì cảm ơn ơn Chúa, buổi sáng hôm nay Chúa ban cho tôi có sự so sánh lời của Chúa, đó là cái sự dâng đời sống mình cũng như dâng tất cả những sự tốt đẹp của mình còn lại, đó là sự vâng lời và nghe theo lời của Chúa. Cảm ơn Chúa, để làm gì? Để chúng ta nhận được những ơn phước
Một là phước, hai là rủa xả, như mục sư Tho, mục sư Kem chia sẻ hồi nãy. Đó là một là phước, hai là sự rủa xả. Nhưng mà Chúa không có muốn con cái một người nào chết mất cả. Chúa không muốn cho chúng ta tin Chúa, yêu mến Chúa và hầu Chúa mà nhận sự rủa xả. Nhưng mà Ngài có cơ hội và để cái thời gian thì giờ để tỉa sữa. Giống như chúng tôi ở tại đây, Chúa dạy dỗ và chúng ta phải trải qua những cái sự bệnh tật, khó khăn trong công việc, đời sống hàng ngày cũng như công việc. Nó là tiếng mình hầu việc Chúa, nhưng làm sao để chúng ta thoát ra được khỏi cái sự mà hoạn nạn, cái sự mà sợ hãi, lo lắng. Thì lời của Chúa nhắc nhở cho tôi thấy trong Thi Thiên 34 câu 18, đó là sự ăn năn thống hối của mình tìm kiếm Chúa. Thì cái sự ăn năn và thống hối đó thì Chúa sẽ ban cho, Chúa sẽ giải cứu mình ra khỏi sự hoạn nạn. Ở trong Thi Thiên 34 câu 18, Chúa nhắc cho tôi thấy lời của Chúa hứa là Ngài sẽ ban phước chứ Ngài không rủa xả cho những ai, cho những người tìm kiếm Chúa. Câu 18, Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương và cứu kẻ nào có tâm hồn thống hối. Thì cảm ơn Chúa, Chúa cho lời của Chúa buổi sáng hôm nay khắc phục chính đời sống của tôi, để làm sao để đến với Chúa, không phải đến với Chúa làm tốt hay là làm xấu, hoặc là lo lắng sợ hãi nữa mọi hoàn cảnh xung quanh. Và hiện tại Chúa ban cho làm sao tìm kiếm Chúa thật sự trong cái lời của Chúa buổi sáng hôm nay, đó là sự ăn năn và thống hối, đến gần với Chúa, đến gần với Chúa, đến gần với Chúa với cái tấm lòng đau thương thống hối thì Ngài sẽ không bỏ. Cảm ơn Chúa. Chúa sẽ có lời hứa buổi sáng hôm nay, cái sự so sánh người công bình và kẻ ác đó là Chúa dạy dỗ tôi điều này để đời sống của tôi có sự vui mừng và đời sống của tôi hy vọng là có bông trái ở trên cõi đời này. Những gì mình làm cuối cùng của cuộc đời mình để chuẩn bị gặp được Chúa, Chúa ban cho đời sống của chúng ta sẽ gặp được Chúa. Cảm ơn, tôi có bao nhiêu lời để chia sẻ với tôi tới Chúa sự dạy dỗ này. Xin Chúa ban phước, sự tho, ban sự phước tất cả mọi người. Cảm ơn Chúa, cảm ơn mục sư Marie Thu đã chia sẻ soi phản thêm những điều chúng ta vừa học buổi sáng hôm nay. Kính mời. Tôi xin góp phần một tí. Kính mời mục sư Liêm. Dạ, tôi thì mục sư Thọ chia sẻ lời Chúa trong Thi Thiên đoạn 1 từ câu 1 đến câu 6. Tôi thì Chúa dạy dỗ là 30. Để được phước thì 30. Và vui vẻ về luật pháp được kiện vật. Để được phước mình đã được cứu rồi, được cứu là bởi ân điển, ăn năn và tin Chúa Giêsu, mình đã được cứu rồi. Không những chỉ chấm hết ở đó, mình phải không nữa, 30, rồi vui vẻ luật pháp về Đức Giê-hô-va, chứ không phải vì ép buộc, về vui vẻ. Vui vẻ và suy gẫm luật pháp Đức Giê-hô-va này cả đêm, không bị người ép buộc, hay mục sư hay là người này người kia hay vợ hay con. Tâm lòng mình là vui vẻ, mình là con cái Chúa, mình vui vẻ như vậy mình được phước. Hồi nãy tôi nói là Chúa ơi, mưu kế của kẻ dữ là gì, thì Chúa mới dạy dỗ với mục sư cũng như là con cái Chúa, tất cả con cái Chúa là Chúa dạy dỗ tôi là trong suốt Ký Giúp Tôi Ký đoạn 20 từ câu 1 đến câu 17, đó là mưu kế của kẻ dữ, còn phải lánh xa. Không những chỉ là tín hữu mà kể cả mục sư tân mục sư cựu cũng nên vâng lời đó thì sẽ được phước. Tôi xin đọc vào đây. Bây giờ Đức Chúa Trời phán mỗi lời này rằng: Ta là Đức Giê-hô-va, Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã rút ngươi ra khỏi xứ Ai Cập là nhà nô lệ. Trước mặt Ta, ngươi chưa có các thần khác, ngươi chưa làm trưởng tạm cho mình, cũng chưa làm tưởng nào giống như
dũng những vật trên trời cao kia hoặc dưới đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quỳ lại trước các hình tượng đó và cũng đừng hầu việc chúng nó, vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỳ tạ. Nếu ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ, phạt lại con cháu đến 3-4 đời, và sẽ làm ơn cho đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và vâng giữ điều răn ta. Ngươi chớ lấy danh Jehovah Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Đức Giê-hô-va chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó, ngươi con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, các súc vật của ngươi, khách ngoại bang ở trong nhà ngươi, đều chớ làm công việc gì hết. Vì trong 6 ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó. Qua ngày thứ 7 thì ngày nghỉ. Vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Ngươi chớ giết người, ngươi chớ phạm tội tà dâm, ngươi chớ trộm cướp, ngươi chớ nói chứng dối với kẻ lân cận mình. Ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ hoặc tôi trai, tớ gái, bò, lừa hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi. Đây là Chúa nhắc nhở những điều chúng ta vừa đọc, chúng ta tránh. Chúng ta thấy điều này giống như là nhiều người họ nói là luật pháp đó là cứu ước rồi, chúng ta cần phải áp dụng ngày hôm nay vẫn còn điều này. Vẫn còn áp dụng đến ngày hôm nay. Đấy, xin Chúa ban phước cho quý mục sư. Cảm ơn sư Linh. Xin chào các tôi tới Chúa. Tôi xin góp phần vào bài học ngày hôm nay, cảm tạ Chúa hôm nay cũng vậy. Câu đoạn Kinh Thánh đoạn 1 rất là tuyệt vời. Giữa hai con đường chúng ta hai chọn một. Trước hết là câu số 1 tôi học được rằng là để làm cho mỗi ngày chúng ta biết hình ảnh của Chúa trong cuộc đời chúng ta thì chúng ta phải chọn chọn phước hay là chọn rủa xả. Ở đây Chúa nói rằng ba không như mục sư Liêm vừa nói, không đi, không đứng, không ngồi chung với kẻ nhà bán. Không đi, không ngồi, áp dụng ba không. Và Chúa nói là càng mà đi vào những con đường, càng ngồi chung với họ thì tội lỗi càng ảnh hưởng tội lỗi. Đôi khi mình cảm nhận điều đó, mình ảnh hưởng với thế gian, mình tưởng đó là phước, tưởng đó là tốt, mình tưởng ma quỷ nó gieo vào trong tâm trí, nhưng đó là một nguy hiểm để giết chết dần linh hồn của chúng ta. Và nếu mà chúng ta thấy rằng Chúa dạy dỗ chúng ta thì Chúa nói giữa hai điều chọn một, chọn phước hay là chọn luật rủa xả, chọn tội lỗi, thì tôi học được câu số 2 là không lấy làm vui vẻ về luật pháp, xong lấy làm vui vẻ luật pháp qua và suy gẫm. Thì lời của Đức Chúa Trời là lời sống. Lời sống giống như Hebrew nói là lời sống. Và muốn được sống điều đó thì chọn như thế nào? Câu số 3. Chúng ta không nên đi vào chỗ nhậu bán mà đi nơi có mùi thơm. Cái hương thơm của Đức Chúa Trời thì mùi thơm đó đi tới đâu thì bay kỳ gúc tới đó. Tưởng tượng như là nấu một cái nồi nước sôi rồi mình mở nắp ra đó, nó bay hơi thơm lên. Thì chúng ta suy gẫm Chúa để nhìn thấy Chúa dạy dỗ chúng ta đúng luật pháp như mục sư Liêm vừa kể, thì chúng ta mới nhận được, phải phân biệt được điều nào đúng, điều sai. Và trong câu 3 thì người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, đó là kết quả trong cuộc đời của người hầu việc Đức Chúa Trời. Và tôi học được Jeremy đoạn 17 câu 8. Jeremy đoạn 17 câu 8 đây là nó cũng như cây trồng bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy, ngộ khi trời nắng chẳng hề sợ hãi, mà lá cứ xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì, mà cứ ra trái không dứt.
Đó là điều mà Chúa muốn tất cả chúng ta phải đổi mới tâm trí của chúng ta, cần phải thực hành lời của Đức Chúa Trời, thực hành nghe làm theo, để chúng ta là người ở trong sự hiện diện của Chúa, chúng ta sẽ được nhận được sự thịnh vượng, và mỗi việc người làm đều sẽ thịnh vượng, từ thịnh vượng đến thịnh vượng. Lời Đức Chúa Trời luôn luôn là cho chúng ta được phước, được thịnh vượng. Cho nên Chúa nói hai con chọn một, là mình phải biết kết quả cuộc đời của mình, cuộc đời của mình đi theo Chúa kết quả như thế nào. Cầu xin Chúa cho mọi tấm lòng của tôi cũng như tấm lòng của hết thảy con cái của Đức Chúa Trời nhìn thấy tình yêu thương của Chúa, để Chúa Giêsu là đấng công bình, Ngài không hề nhìn thấy tội lỗi, những người có tội là vô tội. Đây là một điều mà giúp cho tôi luôn tỉnh thức, luôn cầu nguyện, luôn luôn ở bên gần Chúa, để không nghe những tiếng nói của thế giới tối tăm, không bị ảnh hưởng của những điều gì tội lỗi bên ngoài, sự cám dỗ bên ngoài. Và kết quả cuộc đời đó là để lời của Đức Chúa Trời trong lòng, trong trí, neo chặt trong lòng, từ khi mình đọc thì nó vào tâm trí để rót vào trong tấm lòng chúng ta. Đó là một tình yêu của Đức Chúa Trời, tình yêu agape mà Ngài đã dành cho chúng ta, thì chúng ta phải nhớ rằng tình yêu của Đức Chúa Trời là tình yêu vô cùng yêu mến chúng ta. Nhưng Ngài không kể kẻ có tội là vô tội. Cảm ơn Chúa, qua bài học này tôi nhận được điều đó là không áp dụng, qua không, không đi, không đứng, không ngồi. Thì cảm ơn thôi tới Chúa. Tôi có những câu, có những ý như vậy để nhận được sự tươi mới từ chính mình Ngài. Xin cảm ơn các tôi tới Chúa đã nghe. Cảm ơn sư Chính. Sư Đức, sư Minh, sư Thảo. Có góp phần thêm không ạ? Dạ. Cảm ơn Chúa, chúng ta nhìn thấy rằng 3-0 hả? 3K chứ phải là 5K. chúng ta nhìn thấy rằng nó có một cái tiệm tiến. Vấn đề ở đây thì phân đoạn kinh thánh này chúng ta có thể nói là một sự tranh chiến thuộc linh của một người, cũng có thể là một sự phân loại của hai loại người, giống như trong Matthew đoạn 7 vậy, người khôn và người dại, ở trong nền tảng mà chúng ta đã học. Và như vậy thì cái từ ngữ người nào thì chúng ta cũng có thể là phân biệt cái loại đó, có hai loại người, hoặc là cũng có thể là một sự tranh chiến ở trong một người. Ở đây chúng ta nhìn thấy là có một sự tiệm tiến về vấn đề tội lỗi. Khi mà tấn công một người thì nó có tiệm tiến của nó đi từ từ, chứ nó không có vô một cách đột ngột, nếu mà chúng ta chấp nhận. Ở đây chúng ta nhìn thấy được rằng phước cho người nào chẳng theo, rồi chẳng đứng, rồi chẳng ngồi. Cái khi mà chúng ta nhìn thấy cái điều ác hay điều dữ, theo là có nghĩa có thể là xa hưởng ứng thôi, nó chưa phải là cái gì ghê gớm lắm. Nhưng mà khi chúng ta đứng chung thì nó là một vấn đề khác rồi. Không đứng và ngồi thì là nó xong rồi. Ở đây thì có rất là nhiều bạn nhậu trước khi tìm Chúa, không ạ? Đi ngang qua một cái bàn nhậu, khác với việc mà đứng lại để nhìn xem những người đó đang nhậu, đúng không? Rồi ngồi thì sao? Ngồi thì thế nào cũng năng ly. Tội lỗi đó, nó là như vậy. Tội lỗi đó là như vậy. Nó từ từ và nó có một cái đường của nó. Và chúng ta nhìn thấy là ở trong Gia Cơ đoạn 1 câu 14-15 á, lời Chúa cũng nói rõ về cái tiệc tiến như vậy. Cái câu đầu 1 câu 14-15: nhưng mỗi người bị cám dỗ mắc tư dục suy dục mình, đoạn lòng tư dục cưu mang thì sanh ra tội ác, và tội ác đã chọn thì sanh ra sự chết. Ở đây sự tiện tiến của nó, chúng ta nhìn thấy rằng hồi nãy một sư Thoa nói rằng những người khác ở trong thôn, trong xã, họ nói rằng người là thế này thế kia không thấy, nhưng mà thiệt ra là đây là một cái sự tranh chiến, và cái giá trị nó là giá trị đời đời. Tội ác đã chọn thì sanh ra sự chết. Và ở đây thì khi mà tội ác đã chọn, đã theo, rồi đứng, rồi ngồi, thì cái hậu quả của nó, song đường kẻ ác sẽ bị diệt vong. Ở trong câu cuối cùng, ở trong phần cuối cùng của đoạn 1.
nó giống như ở trong Gia Cơ đoạn 1, câu số 15. Và như vậy thì chúng ta nhìn thấy rằng nó là một sự chọn lựa, và Chúa cũng đưa ra một con đường cuối cùng, cái đường khởi sự của một người làm ác, khởi sự của một người bước vào trong tội lỗi, và cái bước đường sẽ đến của tội lỗi, nó là sự diệt vong đời đời. Tội nhân không được vào hội người công bình, song đường kẻ ác sẽ bị diệt vong. Và đó là cái kết cục cuối cùng. Ở đây thi thiên đoạn 1 chúng ta nhìn thấy rằng cái khởi đầu của một người tội ác và cái kết cục của người tội ác. Còn cái người công nghĩa hay là cái người chọn Chúa thì như thế nào? Nó cũng có một sự tiệm tiến như vậy. Người đó sẽ vui mừng. Khi mà lời Chúa nó phải là một cái sự đáp ứng của sự vui mừng, chứ nó không phải là một cái luật pháp, nó phải gì đó nó nặng nề, nó mệt mỏi, nó phải rát ráng, giống như hồi nãy một sư Tho hay là ai đó làm chứng điện thoại cho ai đó vào tham dự một cái chương trình bữa tiệc hội đồng hội linh và cảm thấy là phải là cân đo đong đếm. Lời Chúa mà nó phải là một sự hưởng ứng của sự vui mừng, của một sự tự nguyện. Cái đó là cái bước đầu tiên. Rồi gì vui vẻ và luật pháp Đức Giê-hô-va và lần rồi bắt đầu mới suy gẫm. Người đó phải có một sự vui mừng hưởng ứng ở trong tâm hồn, và cái tâm linh người đó sẽ cảm nhận được lời của Chúa, và đó là cái cũng là một sự tìm kiếm và tìm kiếm đi sâu vào ở trong vương quốc của Chúa. Và Chúa nói rằng nếu mà chúng ta ở trong cái lời Chúa như vậy, suy gẫm như vậy ngày và đêm, thì tôi tin rằng đó là một sự chìm đắm ở trong cái lời Chúa, giống như David nói: thà một ngày trong hành lang Đức Giê-hô-va đáng hơn 1000 ngày khác. Không có nghĩa là chúng ta cứ ôm một kinh thánh chúng ta đọc từ ngày đến cuối, nhưng mà suy gẫm là gì? Nó giống như là được nhào nặng ở trong đời sống mình, suy nghĩ về lời của Chúa, sống ở trong lời Chúa. Đó là vấn đề. Và người đó sẽ như kinh thánh ghi rằng như dòng, như cây trồng gần dòng nước, như lời của Chúa, như cái cây là như lời của Chúa, dòng nước tượng trưng thánh linh của Chúa. Một cái lời của Chúa đang cái được đặt ở trong một cái sự thẩm thấu của Đức Thánh Linh thì nó sẽ sanh ra những cái bông trái, và cái bông trái theo thì tiếp và lá nó không có tàn héo. Nó giống như là ở trong Ê-sai đoạn 58 câu số 11: Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa ngươi, làm cho ngươi no lòng ở nơi khô hạn lớn, làm cho cứng mạnh các sinh linh. Ngươi sẽ như vườn năng tưới và như nước suối không hề vỡ. Và đó là cái điều ảnh hưởng bởi lời Chúa đến trên đời sống một người trong sự nhờ cậy Chúa. Và tại đó chúng ta nhìn thấy rằng cái người đó sẽ kinh nghiệm được sự thạnh vườn. Thạnh vườn ở đây nó có một ý nghĩa rất là sâu sắc, giống như là Giăng 3 câu 2 vậy đó. Thạnh vườn về thân hồn linh. Nó không phải là chỉ là cái gì đó ở bên ngoài, giống như một sư Tho nói. Những đồng bào của mình nghĩ như vậy, nhưng mà nó cả sâu sắc, cả thân hồn linh, và nó mang một ý nghĩa thạnh vườn cho đến đời đời. Giống như Chúa nói rằng khi mà người nào bước theo ta, theo ta có nghĩa là ở trong cái sự suy gẫm của ta, ở trong sự hiện diện của Chúa, thì được trăm lần hơn về đời này. Wow, cảm ơn Chúa. Nó không phải là đời sau nha, trăm lần hơn về đời này, cộng với gì? Sự bắt bớ. Cộng với gì? Sự sống đời. Và cảm ơn Chúa, chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự thạnh vườn về mọi mặt ở trên đời sống của chúng ta. Dĩ nhiên là chúng ta không có đi chủ, không có ở trong một cái thuyết lý, cái lý thuyết đó là thịnh vượng. Có nghĩa là một người con cái Chúa là phải thịnh vượng, còn nếu mà không thịnh vượng là bị rủa xả. Chúng ta dĩ nhiên là không ở trong cái sự đi thái quá ở trong cái điều đó. Tuy nhiên chúng ta biết rằng đó là lời Chúa ban thịnh vượng cho dù bất cứ một hoàn cảnh nào. Chúng ta nhớ trong những cái hoàn cảnh mà trước đây chúng ta đã từng ở trong sự khó khăn rất là nhiều. 5.000, 10.000, không có trong túi. Có những lúc như vậy khóc. Đi ngoài đường, dừng chạy xe, dừng khóc. Không có 20.000 trong túi. Không biết sao về nuôi vợ đi con. Đã có tưởng như hoàn cảnh như vậy. Rồi ăn cơm, đi vô quán, ăn đi hầu vị Chúa, hầu vô quán ăn mà không dám kêu thêm một dĩa cơm, nó đói luôn. Ăn kêu thêm một dạng cơm không. Và không biết quý vị sao tôi đã từng như vậy rồi. Cũng không phải là 1-2 năm mà nhiều năm chưa. Hầu vị Chúa rất là cực, chứ không phải là đơn giản như là bây giờ là nó quá. Hầu vị Chúa tôi thấy bây giờ giống như vua sung sướng, Chúa ban cho đầy đủ mọi sự, đến ai nơi nào anh em cũng được thịnh vượng dư dật. Thời gian đầu tiên khó khăn, vô cùng khó khăn, nhưng mà cái lòng vui mừng, có một thịnh vượng thật, một sự thịnh vượng vui mừng, nó không có
nó không có cái vật chất, nó không ảnh hưởng bất cứ điều gì cho mình, vẫn vui mừng cảm ơn Chúa, ăn cơm không, kêu mỗi lần vô hồi Chúa mà kêu chén cơm không ra, chan nước mắm vô, xin nước mắm chan lên ăn, cảm ơn Chúa, vui mừng, không có gì thay quá, hallelujah, đợi khen Chúa vẫn tiếp tục ra đi. Và đó là cái sự thịnh vượng thật mà Chúa cho. Ở trong thịnh vượng ở đây nó không có bị hạn chế bởi mình ăn cái gì, mình uống cái gì, mình mặc cái gì, nhưng mà nó là cả cái tấm lòng của một sự hưởng thụ ở trong sự hiện diện của Chúa trên đời sống. Và nó không phải là chỉ trên đời này trăm lần hơn như lời hứa của Chúa, mà là cộng với sự bắt bớ, cộng với sự khó khăn. Thịnh vượng nó không có nghĩa là chạy thảm, chúng ta đi trên một đường thảm không phải như vậy. Giống như là cái bài học mà chúng ta đã học một vài ngày cách đây, các sứ đồ được học bài học đức tin khi mà họ vượt những biển đỏ, vượt bão biển. Và như vậy thì đó là một cái đoạn đường mà Chúa giúp đỡ để giúp chúng ta kinh nghiệm tình thương thật ở trên đất này lẫn sự sống đời đời. Và đó là cái điều mà tôi nhận được trong bài học này. Khi tin vào một ngày cảm ơn Chúa vì lời của Chúa buổi sáng hôm nay, thì Chúa muốn mỗi một chúng ta là những người được phước. Những người được phước đó là những người chiến thắng được cái không đi theo, không đứng trong, không ngồi chỗ. Khi chúng ta chiến thắng được những cái đó là chúng ta là những người được phước rồi. Cộng thêm chúng ta là những người yêu mến lời của Chúa và vui vẻ lời của Ngài. Chúng ta sẽ giống như điều mà Chúa hứa trong câu 3, đó là sẽ giống như cây trồng gần những nước, xanh bông trái theo thời tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo. Mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng. Cảm tạ Chúa vì lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Để chúng ta để bây giờ đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Và kính mời mục sư Marithu. Marithu còn không ạ? Dạ, kính mời. Dạ, con. Dạ, xin con. Để con chủ đề mà Chúa nhắc nhở cho chúng ta buổi sáng hôm nay qua các tôi tớ của Chúa. Ok, xin hiệp ý cầu nguyện. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Lạy Cha yêu dấu của chúng con, Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa. Thời gian và thời giờ Ngài ban cho chúng con có buổi sáng. Dù anh chị em của chúng con ở nơi xa, chúng con đồng lòng đồng ý ngợi khen và thờ phượng Chúa mỗi buổi sáng trong thời giờ tĩnh nguyện này. Chúng con được nghe lời của Chúa, đó là ơn phước lớn lao trong đời sống mà Ngài chọn lựa mọi chúng con là những người yêu mến Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa, ân điển của Ngài vừa đủ cho chúng con để chúng con còn tiếp tục sống trong cõi đời này, để chúng con đến gần Ngài mỗi buổi sáng. Một sự ơn phước lớn trong trọn một ngày và cuộc đời còn lại của mỗi chúng con để chúng con biết cảm tạ và ngợi khen Ngài. Cảm tạ ơn Chúa, lời của Chúa ban cho chúng con thức tỉnh. Dù chúng con sống trong xác thịt yếu đuối, hoạn nạn chung quanh, bệnh tật chung quanh và cả thế giới đều biến động, nhưng lời hứa của Chúa ban cho chúng con đó là sự giải phóng của Ngài, ban cho chúng con ra khỏi quyền lực tối tăm và sự cám dỗ mỗi ngày trong đời sống của chúng con còn sống trên đất này. Chúa bảo chúng con mỗi buổi sáng hôm nay đó là những người có phước. Chúa ơi, anh em của chúng con cũng như chính mình con, dù sống trong hoạn nạn, trong sự bệnh tật yếu đuối như thế nào, nhưng chúng con vẫn là những người Ngài ban cho phước mỗi ngày. Đó là Ngài chọn lựa chúng con có thời gian và thời giờ ở tại đây. Cảm tạ ơn Chúa, chúng con vâng lời Ngài, chúng con có sự so sánh buổi sáng hôm nay lời của Ngài ban cho chúng con có sự so sánh người công bình và kẻ ác. Chúa ơi, người công bình là ai và kẻ ác là ai? Chỉ có Chúa Giê-xu là đứng công bình trên hết mọi chúng con. Chúng con tìm kiếm Ngài đây để chúng con nhận được sự tha thứ của Ngài trong đời sống của chúng con. Vì chúng con còn sống trong xác thịt yếu đuối, đó là tội lỗi. Chúng con sẽ gặp hoạn nạn ở thế gian này, nhưng Chúa Giê-xu là đứng thắng thế gian này rồi. Chúng con tìm kiếm Ngài để
Chúng con nhận được ơn phước lớn của Ngài, đó là sự sống lại của Chúa Giêsu trong đời sống của chúng con. Dù chúng con sống trong hoàn cảnh như thế nào, chúng con cũng vẫn giữ niềm tin của chúng con vì Chúa Giêsu sống trong con, chúng con, và chúng con cũng sống với Ngài đây. Con cảm tạ ơn Chúa, xin Ngài hãy bảo vệ tôi tớ của Ngài và lời của Ngài tiếp tục nuôi dưỡng tâm linh của chúng con và đời sống xác thịt yếu đuối của chúng con. Đó là quyển sách này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm rồi suy gẫm nửa ngày và đêm và cẩn thận làm theo mỗi điều mà Ngài ban cho chúng con. Đây là lời của chính mình Ngài ban cho tôi tớ Ngài mỗi buổi sáng, cũng như chính mình con có được sự nghe tiếng của Chúa và sự vâng lời Ngài. Dù chúng con sống trong hoạn nạn, chúng con sống trong chung quanh chúng con là những người gian ác, những người giáo sư giả, những người mà đem tin tức cho chúng con để chúng con lầm lẫn. Nhưng Chúa ơi, lời của Chúa đó là một quyển sách mà Ngài ban cho chúng con. Đó là lời của chính mình Ngài, đó là chính mình Ngài trong đời sống của chúng con để dạy cứu chúng con ra khỏi tội lỗi và sự cám dỗ ở thế gian này. Ban cho chúng con có sức mới, sức mạnh mỗi buổi sáng, để chúng con ghét kẻ thù nghịch của chúng con, đó là ma quỷ, làm cho chúng con bại hoại, làm chúng con sợ hãi và lo lắng. Nhưng Ngài ban chúng con có sự vui mừng lời của chính mình Ngài. Chúng con có sự suy nghĩ Ngài và đêm, và Ngài giải cứu chúng con ra khỏi quyền lực tối tăm, để chúng con có sự vui mừng trong sự bình an thời gian cuối cùng này, để Ngài ban cho chúng con mỗi người mà Ngài được chọn lựa là những người yêu mến Chúa, có sức mới mỗi buổi sáng, để chúng con đứng vững trong niềm tin và ơn phước Ngài bảo vệ cho chúng con. Đó là Đức Thánh Linh và quyền năng của Ngài để vù giúp chúng con là những người biết ăn năn, thống hối và tìm kiếm Ngài. Thì tất cả những điều mà chúng con còn sống trong xác thịt yếu đuối này, Ngài sẽ bảo vệ trong huyết của Chúa Giêsu Christ. Đó là sự vâng lời và nghe theo của chúng con. Đó là sự bình an trong lời của chính mình Ngài buổi sáng hôm nay sẽ giải cứu ban cho chúng con. Đó là đời sống của chúng con sẽ nhận được những ơn phước lớn, đó là đời sống có bông trái. Đời sống của chúng con cũng như cây trồng ở mé nước, chúng con sẽ không bị khô héo và không bị chết. Nhưng Ngài tiếp tục ban cho chúng con những ơn phước lớn, đó là sự bảo vệ trong quyền năng, trong huyết của Chúa Giêsu Christ. Chúng con sống không phải là chúng con sống, nhưng Ngài sống bởi chúng con, bởi sự đầu phục và ăn năn tìm kiếm Chúa mỗi buổi sáng này. Con cảm tạ Chúa, xin Ngài ban phước cho tôi tới Chúa và tất cả những người bệnh tật cũng như nhà con. Xin Ngài hãy bảo vệ sự chăm sóc và sự phục hồi thì giờ thời gian của Ngài ban cho mỗi chúng con, để chúng con có thời gian thì giờ ngồi lại với nhau và nghe tin tức, đó là hội thánh của Ngài và con cái của Ngài ở nơi xa, nơi gần, có những bệnh tật, có những khó khăn, chúng con đều được nghe và chúng con có một sự thông công với Chúa, với tất cả anh em chúng con mà dâng sự cầu nguyện, cầu thai để Ngài giải quyết và Ngài cứu chúng con ra khỏi sự bệnh tật, sự khó khăn, và Ngài bảo vệ chúng con tiếp tục trong cuộc sống còn lại của chúng con trên đất cuối cùng này, để chúng con chờ đợi, chuẩn bị có một đời sống mới, một đời sống phước hạnh mà Ngài hứa sẽ ban cho chúng con, đời sống có bông trái, có sự vui mừng, bình an, để chúng con chờ đợi Ngài sẽ đến và đưa chúng con về nhà Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa, con giao phó tất cả con cái của Ngài, anh em của chúng con là những người đầy tớ của Chúa trong ơn yêu thương của Ngài, và buổi sáng hôm nay con cảm tạ ơn Ngài và con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Không xa, Giêsu sẽ trở lại. Hội tụ thiên dân từ khắp bốn phương trời. Xin trời vang lên kèn vua thánh liên hồi. Hồi ngồi tại không trung, Ngài dẫn con về.